Hello Phúc, xin chào tất cả các anh em nha. Thì dịch bệnh quá anh em biết rồi, Phúc không đi gọi là quay clip thả thính gái xinh được nữa, cho nên là không có clip mới cho anh em xem, anh em cũng thông cảm cho Phúc. Nhưng mà hôm nay thì có một em gái, bé Thủy, em của Phúc cũng năm số năm rồi, nay bé nó muốn gặp Phúc. Thì thật sự luôn là bé này Phúc biết là rất là thương Phúc, cho nên Phúc cũng ngại gặp lắm. Nhưng mà Phúc mong là ai mà xem được cái clip mà Phúc với bé Thủy ngày hôm nay, thì ai mà cảm thấy bé Thủy là gu của mình thì nhớ cua em gái của Phúc nha. Xin cảm ơn anh em. Giờ Phúc qua quán cà phê gặp Thủy đây. Đợi mòn mỏi con tim không hả? Quay gì? Hello, ơi quay làm kỷ niệm thôi đâu. Nhớ nha, nhớ quay làm kỷ niệm á. Mà sao đến trễ vậy? Cảm ơn. Ủa rồi kêu vô tầm cho anh chưa? Em kêu rồi, yên tâm đi trời ơi. Em của anh nè. Đổ vô tầm. Lát nữa tính tiền, tính cho nhỏ này luôn nha. Anh em mình mới gặp nhau mà nghe tao buồn quá đi. Mà nè, ngày mày thấy bên tụi ông Thành đồ cũng khen em quá trời đó, ông nói bữa Phúc cũng gần nhà qua chụp hình ok quá đó. Trời ơi, thì anh của em giới thiệu mà sao mà em để cho anh bị mang tiếng được đúng không? Phải cố gắng hết, người ta cố gắng 100% là em phải cố gắng 200%. Giỏi. Em của anh mà đi đâu cũng vậy hết á, em có một hạnh phúc là vậy, hiểu không? Hợp lý. Chà, hôm nay tự nhiên được người ta mời đi uống nước, kiểu như mình đi uống miễn phí, thấy nước ngon ghê luôn mọi người. Làm như là hồi giờ chưa được được em bao nước hay bao ăn vậy á, làm như lần đầu vậy á. À hay là bữa giờ đi tán nhiều gái toàn bao nước cho gái, cho nên là giờ có tới em bao lại vậy, đúng không? Ghê ha. Dạo này lớn rồi cái đi làm cái người ta nói chuyện cũng thấy chọc khuấy rồi, dữ dội rồi trời. Phải đâu, em vẫn là bé Thủy xinh xắn đáng yêu dễ thương của anh mà. Nè, mình vô camera đi, thấy không? Dạ. Thiệt á, mỗi lần mà anh gặp mày không chửi là không được. Làm sao nữa, biết sắp bị chửi gì chưa, nói nghe chơi. Biết rồi. Cái mỗi lần mà anh gặp em anh không nói được gì ngọt ngào hết, toàn là quở mắng người ta. Nhưng mà biết là anh sắp làm gì chưa, đừng đánh trống lảng. Thì biết rồi, thì cô gầy chứ vậy. Nhưng mà ốm quá, ăn uống rồi nhiều vô nói này lên này là ốm lắm rồi đó. Thì ốm cái này lên hình nó mới đẹp chứ. Mắc cười quá. Cũng ốm vừa thôi chứ, ví dụ lên hình mà lỡ có mọc xíu thì bên kia bên photo người ta chỉnh cho ốm lại. Mình phải lo sức khỏe của mình chứ. Nhưng mà này dắt chiếc xe máy nổi chạy chứ cũng mừng à. Thì không dắt nổi thì nhà ai đó dắt giùm, ví dụ như anh chẳng hạn. Trời ơi chắc anh có thời gian á. Ước chi được anh, đi anh, qua anh chỉ có thời gian phút. Chửi em thôi à. Chắc vậy, chắc là mỗi mình em trên cuộc đời này là bị anh chửi thôi, chứ còn anh cũng nói ngọt lần ngọt ngào hết á. Lâu lâu gặp nhau muốn quay clip anh em làm kỷ niệm mà nó than thở quá chết luôn. Thì em chỉ nói những lời thật lòng thôi mà. Buồn quá đi. Trời ơi, cái ốp lưng đẹp dữ vậy. Đẹp không? Đẹp, 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 em, đẹp giống em không? Đẹp hơn em không? À, thôi công nhận là em đẹp hơn nội thì thì đúng rồi, anh nói quá chứ tại vì em bán thì cũng mắc hơn người nội. Hello, thân nghĩ sao vậy, nghĩ sao mà cái thân thể ngọc ngà này lại kêu là bán là sao hả? Bán là sao là anh sẽ đăng cái bút tôi có một đứa em gái rất là đẹp, cũng đã chín mùi rồi, cũng đến tới cái độ tuổi ăn được rồi, đang
đang muốn kiếm một người đàn ông của cuộc đời mình. Yêu cầu nhà 4-5 cái, xe hơi 4-5 chiếc thôi, đừng nhiều quá. Anh muốn yêu cầu thì inbox cho tôi. Đúng không? Tôi giới thiệu em gái cho, thấy hợp lý không? Thiếu, còn thiếu anh. Thiếu gì nữa? Thiếu là người đó phải có tên ba em Tiết. Ba em Tiết nha. Nha nha, và người đó phải có tên bắt đầu bằng chữ chữ bê phở. Rồi nha. Phải vậy đó, điều kiện bắt buộc. Đúng không? Rồi tự nhiên tên phải có chữ bê phở mới chịu. Thì đúng rồi. Thì ba em Tiết tên có bê phở gì nữa à? Phải yêu cầu em này gì đấy. Em. Món này. Hỏi thiệt, hôm nay tự nhiên hẹn anh ra có chuyện gì? Nói đi, vô vấn đề chính đi. Chứ mất công hai đứa ngồi xào quần ngoại ông ra vấn đề. Muốn gì? Làm gì? Dự án gì? Tính mời anh làm gì hay sao? Thế giờ em nói thiệt nha. Trời ơi, ủa chứ sáng giờ mày nói giỡn hay gì? Tự nhiên giờ mày nói thiệt. Nói đi. Em hỏi anh thiệt nha. Rồi khoan, trước khi nói cho hỏi trước. Có hai vấn đề là nếu mà tính nói với anh thì đừng nên nói. Một là mượn tiền. Hai là nhờ anh đi đóng diễn viên quần chúng cho em, là hai cái đó là anh không tham gia đâu nha. Thôi anh yên tâm. Anh yên tâm đi, không trúng hai vấn đề đó đâu. Tâm đi, tâm. Ok. Thì thoải mái nói. Vô. Mà anh quay em ngại quá. Nói được. Cái gì mà tự nhiên quay ngại nó từ quá. Mà quay ngại thì anh không ngại thôi chứ. Anh dù sao anh cũng nhiều người biết hơn em, anh không ngại thôi chứ em ngại gì. Đúng không? Ngại. Thì tôi biết mà, tôi biết là người ta nhiều người biết, người ta nổi tiếng mà. Có bây giờ đang chìm rồi, giờ đang chìm. Sao vậy gì? Em hỏi thiệt nha. Là anh chỉ coi em là em gái thôi hả? Vì bệnh Thủy. Thì em hỏi thiệt mà, em không có đùa đâu. Ủa chứ mày coi anh là gì? Trời ơi. Mày biết rồi, mày đi coi phim rồi mày diễn quá rồi. Giờ mày gặp anh mày diễn luôn sao hả? Biết nhau bao nhiêu lâu? Biết nhau bao nhiêu lâu? Thì từ hồi anh mới nổi tới giờ thì chắc cũng 5 năm rồi đó. 5-6 năm rồi đúng. Ờ à, đúng rồi, cũng gần 6 năm rồi, 5-6 năm. Từ đó mày mới mười mấy tuổi chứ nhiêu, mới có 17 tuổi, chưa được 17 tuổi nữa. Sao mày gì? Từ đó đến đây là 5-6 năm rồi đúng không? Ừ, sao? Thì bây giờ hai đứa, thì anh cũng biết hồi xưa em sao rồi. Thì thiệt ra là trước giờ em đi làm, những mẹ thay đổi, cách thức chuyện thay đổi, nhưng mà tình cảm thì nó vẫn vậy. Nó không có gì thay đổi hết á. Vậy vậy là sao? Nó nghe nó nói kỹ kỹ dạo này chưa có đi lấy tai nghe không rõ. Là sao nó nghe? Anh biết cái hồi này em mới biết anh thì em có tình cảm với anh rồi đó. Trời ơi, là cuối cùng là cũng lại xây lại vấn đề cũ. Mà vấn đề này anh cũng đã nói rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà bây giờ nó khác rồi mà. Không khác một tẹo nào hết. Không hề khác. Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, bây giờ chủ yếu của em là sự nghiệp và sức khỏe. Ráng đi chụp hình mẫu nhiều vô, đi quay MV nhiều vô, đi đóng phim nhiều vô, vlog, vlog các thứ, ai mời tham gia hết. Hiểu không? Sự nghiệp phụ nữ bây giờ sự nghiệp quan trọng nhất. Chứ tình cảm yêu đương trai gái gì. Với lại mày không thấy lần nào mày gặp anh cũng chửi mày hả? Vì sao mà yêu nhau được? Vì sao vậy Thủy? Thì người ta mới kêu là thương cho roi cho vọt, ngọt cho thương cho roi cho vọt, còn ghét cho ngọt cho bùi chứ. Thì em biết là anh chửi em là tại vì anh muốn tốt cho em thôi, chứ không phải là anh có ý xấu gì hết á. Thôi thôi, bây giờ không nói về cái vấn đề thương anh hay không thương anh nữa.
anh chỉ ngắn gọn xúc tích thôi, muốn gì cũng được. Nói thì cái thằng em mượn tiền anh đó, anh thấy đỡ hơn là quay lại cái vấn đề là thương anh các kiểu. Nhưng mà bây giờ nếu mà lỡ mà thương chịu nổi không, thì nào anh cũng đi chơi với gái, nào anh cũng đi quay clip đủ thứ cái anh chơi đó, em chịu nổi không? Hả? Anh tính nó thì chỉ là ghen thôi là đủ mệt rồi, khỏi làm ăn gì được rồi. Thôi được thôi, giờ bỏ lại này không? Thôi vậy đi, vậy. Hôm nay thích gì anh mua cho cái đó, rồi về làm việc cho tốt, mọi thứ như cũ. Mình không quan trọng vấn đề này nữa, nói tới rồi nó công riết rồi không dám gặp em nữa. Sao giờ thích gì anh đi mua cho, được chưa, hợp lý không? Dạ. Thích gì á? Ừ. Thích gì anh cũng mua đúng không? Được. Ừ. Thích gì nhỉ? À, gần đây em thích đọc sách. Cái gì? Em gần đây em thích đọc sách. Gần đây em thích đọc sách. Ừ. Tự nhiên mày thích. Cái tính nói câu sâu đã tính gì nữa đây là đúng không? Đâu đâu, mình có thể đến gì đâu. Thích đọc sách hả? Vâng. Mà đọc sách thì mất mới mua lên Google gõ đó, ví dụ như cái gì đó đỡ tốn tiền chơi. Anh bảo là anh muốn cho em mà em thích anh mua hồi. Mua anh muốn cho em một cái sách. Tự nhiên mua gì mua sách đồ bắt chước cái phim Hàn Quốc kệ gì. Luôn á, anh mới bảo là em thích gì anh mua. Anh hứa rồi. Rồi lãng như trời thiệt luôn hả? Thích đọc sách. Thôi ăn lẹ đi, qua mua đọc sách cho đọc. Ok kìa. Ủa mà sách mua đâu bà nội? Mua trong nhà sách Tân Lan chỗ Ngã Năm Chó hả? Thì cũng được, cái gần. Đi vô đây đi. Sách dở gì đó mua đi. Anh trả tiền cho. Gì dễ gì nắm tay nắm chân vậy trời. Ờ. Em nắm vậy rồi lỡ mấy người mà người ta thương anh nó thấy là tội nghiệp đó kìa. Ờ. Anh nghĩ xe vậy, em của anh cũng có vé chứ bộ, cũng có người mà người kia tán chứ bộ. Anh nói vậy là không được, đi chùa. Trời ơi. Ừ. Bây giờ anh mới để ý nè. Ừ. Trời ơi. Tay du ký. Tay du ký á. Trời ơi. Hồi giờ coi phim chứ không có đọc luôn á. Dạ. Anh cũng chưa bao giờ đọc luôn. Anh có biết ý nghĩa của cái phim này không? Ừ. Của cái chuyện này không? Chuyện gì? Tay du ký nè. Trời ơi, nghĩ sao không biết? Biết không? Biết không đó? Biết không đó? Trời ơi, anh còn biết tới cái gì luôn. Anh còn biết Tôn Ngộ Không hồi đi thỉnh kinh còn chưa qua Việt Nam nữa. Ừ. Vậy đó không? Tôn Ngộ Không nước nào cũng đi mà chỉ có Việt Nam là chưa ghé qua thôi. Nhiều sắc lắm, mấy cái nào luôn á. Trời luôn nè. Còn bây giờ mua của nó độc trời. Thì em nói vậy thôi chứ em đã thích đâu. Đấy là xin phép. Anh đang lựa hết. Thường em đi mua sách là em lựa hết bao nhiêu thời gian? Em đi mua sách hả? Em ít khi đi mua sách. Tự nhiên bữa nay nó mới hứng vậy xong mới cho anh đi mua cho em á. Mua đi nha, đừng có chụp hình cuốn sách đăng lên Facebook gì nha. Đừng có tá tơ năm nữa, dẫn gì chưa nha. Thì nói gì đâu, người ta có nói gì đâu. Ừ. Nhưng mà anh sao mấy cuốn này tàn đúng tâm trạng em không vậy? Cái gì? Thương ai đừng đợi đến ngày mai. À, ok. Nè. Thương ai đừng đợi đến ngày mai. Đi rồi khóc. Đi rồi khóc. Ủa? Anh lấy chương hả? Ừ. Cách dễ Việt Nam đó anh. Anh không biết chương cũng có hát luôn đó. Chứ cái mấy bài hay. Dạy quá không? Mày không hát em. Rồi. Quyết định. Lấy cuốn nào? Thương ai đừng đợi đến ngày mai. Thở
động nhất với em. Yeah. Biết thế nào lấy cuốn đó mà đây. Thì nó đúng tâm trạng mà. Mày ra tính tiền à? Em. Dạ. Anh nói em tập hát hò rồi live bigo đó dạo này sao em? Thì nó cũng sương sương thôi mà. Nó cũng không ổn lắm. Nhưng mà có hát có like là được rồi. Nói chung cái chuyện phải từ từ. Đâu hát bài nghe chơi đây. Hát đó. Ừ. Hát thì họ. Ngại quá. Hát cái gì bây giờ tự nhiên anh nói. Anh mà ngại, anh mày mà ngại gì hát đây quá đi. Bài vô được bài nào mà em cảm thấy em hát hay nhất thì em hát. Bài nào á? Ừ. Tại như bình thường hát nhiều lắm xong giờ anh nói cái em không biết là bài nào luôn á. Bài nào nha. À. Ở bài này. Ok. Ngại quá à. Tự nhiên hôm nay mắt em thấy dở. Trời đất ơi là trời. Ngại thiệt. Bình thường lên like á. Nói chuyện như vậy nè. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đến với kênh của bạn Thủy. Cái thứ rất là bình thường mà tự nhiên hôm nay anh nói chuyện với em xong em ngại luôn á. Không biết sao luôn á. Thôi mà hát cho anh nghe nào. Chù cha, ca sĩ gì mà gặp khán giả cái đơ luôn ông nội ơi. Thiệt luôn á. Ok. Em hát nha. Vô. Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai, chỉ cầu xin anh em đang rất đau, đừng làm mất em vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trong người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời, một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác sơ, bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Anh ơi anh ở lại, đừng mang cô đơn về lại. Và anh ơi ok. Tự nhiên thì luôn hôm nay thấy dạ em ngại lắm luôn á, hát không được luôn á, kỳ quá à. Kiểu như gặp ca sĩ khớp đúng không? Khớp quá, khớp luôn.